Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình làm anh tôi đây. Thì có rất là nhiều bạn hiểu lầm về cái vấn đề câu lương này á. Hôm bữa thì tôi có lên một cái video hướng dẫn, thì có mấy bạn hỏi mình là cái gương gỗ là mở ra random hay sao. Thì mình cũng có nói với mọi người đó là random. Trong lúc đó là tôi cũng hiểu lầm thiệt, nhưng mà bây giờ thì tôi đã thông suốt rồi các bạn. Kiểu như là nếu như mà khi mà mình câu gương á, tùy theo cái xoáy nước, ví dụ như là xoáy nước thường nè, thì mình sẽ câu lên được gương bạc đúng không? Mình mở thì nó chắc chắn sẽ ra là một tóc cành tím, nhưng mà cái đồng thời là cái gương gỗ của nó là cũng chỉ có 5 tóc cành xanh thôi nha các bạn, có 5 xu xanh thôi. Đó thì nó tùy thuộc vào cái xoáy nước. Rồi ban đầu tôi cũng lộn, tôi xin lỗi mọi người nhiều nha. Rồi thì tôi có câu lên được một cái gương bạc nè, mở ra được một xu tím nha. Thì tương tự như vậy á, nếu mà ở cái xoáy nước thường thì các bạn sẽ câu lên được gương gỗ thì nó sẽ mở ra được 5 tóc cành xanh nha mọi người. Rồi tiếp theo đó là nếu như các bạn câu mở cái xoáy nước mà nó để chữ là rương lễ hội cao cấp á, thì nếu như các bạn được top 1 thì các bạn sẽ nhận được một cái rương vàng và mở ra sẽ được 3 tóc cành tím, còn rương gỗ thì sẽ được là 10 xu xanh nha mọi người. Và tôi thấy đó là cái sự kiện này kiểu như là nó đúng hoàng luôn á. Hồi trước thì cũng hay nói này nói nọ là nâng cấp cần câu để làm cái gì, thì bây giờ là đã biết rồi đó các bạn à. Nâng cấp cần câu rất là có lợi trong những sự kiện như thế này nha. Tôi kéo 100+ đam như vậy thôi chứ còn rất là yếu so với những bạn mà câu xung quanh tôi nãy giờ luôn á. 100+ đam là bình thường á các bạn. Có mấy bạn kéo 400-500 luôn kìa. Cần câu mấy bạn nó xịn lắm, phải trưởng. Thành ra là sự kiện này thì nếu như bạn nào mà sở hữu chiếc cần câu mạnh á, thì maybe là mấy bạn có thể giành được top 1 và hoàn thành nhiệm vụ này sớm. Còn không là phải đi câu chầu chật giống tôi này nè, kiếm những xu xanh. Và nhận từ những xu xanh đó sẽ đổi ra thành những xu tím đó. Mà một xu tím thì được, không phải 25 xu xanh thì đổi được một xu tím. Trời ơi nghe căng thẳng quá ha mọi người. Rồi ok thì tôi đang kéo cái gương cao cấp này lên nè. Khổ quá. Tôi nghĩ là nãy giờ tôi không biết là tôi đặt top mấy luôn á, tại vì có mấy bạn sử dụng cần câu xỉn lắm. Nhưng mà hy vọng là top 1 nha. Rồi sắp rồi. Lên. Wow ơi tôi top 1 thiệt nè. Ơi chính cả đam lận. Ê cũng ngon nha ta. Tuyệt vời. Trời ơi ít ra cũng phải được vậy chứ. Câu từ đầu đến cuối mà không được top 1 thì cũng hơi kỳ nha. Đây 3 xu tím. Nếu như bạn nào mà câu ở cái xoáy nước cao cấp á thì lên rương gỗ thì sẽ được 10 xu xanh nha. Rồi các bạn có tin đây là tình trạng vào lúc 2 giờ sáng không? Chắc tôi nói là mọi người không có tin đâu ha, nhưng mà thiệt đó các bạn, đây là 2 giờ sáng nè. Mà đông cỡ vậy á, sự kiện này đúng kiểu là tranh giành từng tí một luôn. Muốn câu được cái rương siêu cấp này quá, không biết có câu được đây. Câu được chắc tôi la làng luôn á. Nãy giờ câu cũng từ đầu đến cuối á mà không biết nữa. Nhiều quá, quá đông luôn. 2 giờ sáng mà như vậy là quá đông. Bình thường mà tôi đi có thể dụ mà săn cá quái vật nha, hoặc là săn vòi rồng đồ á, 2 giờ sáng cũng không đông cỡ này đâu các bạn. Thiệt sự là sự kiện này khá là đông và rất là nhiều người chơi luôn. Chỉ rất là try ha luôn á. Phải chữ, trời ơi nhìn kìa, các bạn nhìn mấy cái dây nhợ kìa, hoàng ghê chưa. Nhìn không biết dây của ai luôn á. Nhiều khi mà tôi phải bấm, cố tình bấm cho cái dây nó đỏ lên để tôi thấy á mọi người. Khổ thiệt. Ê sắp rồi. Rồi có bạn chế tạo được thuyền chuối rồi kìa. Cũng khá là xịn nha mọi người. Nên mua dịch phần. Tôi muốn top 1. Tôi muốn câu được cái rương tím đầu tiên trong đời. Ơi rương tím thiệt. Wow. Ôi trời ơi suýt xoa ghê á mấy bạn. Trời mấy bạn kia 6.000 điểm không mà mấy bạn tôi 7.000. Ê tại tôi vô đầu thì tôi câu đầu tiên á, thành ra là cái điểm của tôi nó hơi cao một tí á mọi người. Chứ thiệt ra đam của mấy bạn kia cũng cao lắm. Dữ dằn chưa. Rồi bạn nào mà câu được cái rương lễ hội siêu cao cấp này á thì mở ra được á sẽ được 5 xu tím nha các bạn. Và nếu như mấy bạn mà câu được gương gỗ ở cái xoáy nước siêu cao cấp á thì các bạn sẽ nhận được 20 xu xanh. Thì tôi khuyên mọi người là nên kiếm những cái xoáy nước cao cấp hoặc là siêu cao cấp để câu cho nó dễ kiếm nhiều xu nhất nha. Sự kiện này thì thực chất là phải kiếm nhiều xu các bạn, chứ không cần là các bạn phải câu hay câu giỏi gì đâu. Cứ cần vô được là vô được cái xoáy nước là ok là có vàng rồi. Có xu chứ phải có vàng lộn. Hiện tại bây giờ là tôi đang có khoảng 60 xu tím, hơn 60 xu tím một tí. Và bây giờ tôi sẽ đi nâng cấp luôn đây. Ê trời mưa tầm tảo quá mọi người ơi. Ok la. Đây sưởng chế tác tốc kình. Ok bây giờ mình sẽ làm luôn cái 10 xu tím làm liên tục luôn nha. Từ từ sẽ tôi qua khúc này một tí tại hơi mất thời gian các bạn. Rồi hiện tại bây giờ mình đã chế tạo xong, mình có khoảng 66 xu tím và chế tạo cái cần câu dạ quan lễ hội này. Thật sự là em này rất là xịn luôn á, kiểu như tôi thấy nó khá là đẹp các bạn. Đây là lý do động lực tại sao mà thúc đẩy tôi đi câu mỗi đêm này nè. Thật ra mới có 2 ngày thôi mà thấy đuối quá trời luôn. Tăng 40% sức mạnh, 20% lực căng là quá dữ rồi đúng không? Ê, nói chung là sự kiện kỳ này chỉ có hai cái thôi, cần câu với cái thuyền chuối. Mà chỉ cần 60 xu thôi, 65 xu thôi là đủ rồi. Ok, thời gian đợi là tới 1 ngày nha các bạn.
nghe mệt mỏi quá. Thuyền chuối này thì cũng là một cái động lực để giúp mình đi câu luôn, tại vì nó có thể chở được 3 người, 3 chỗ ngồi. Và tụi mình có thể đứng trên đây và câu luôn các bạn. Và tốn khoảng 15 xu tím. Đó, tốc độ là 5, cũng khá là nhanh nha, không phải là chậm. So với cano thì nó hơi chậm một tí tẹo thôi, xíu thôi, cũng không đáng kể cho lắm. Nhưng mà nó tại vì nó nhiều chỗ ngồi nữa. Ok. Rồi, bây giờ là phải đợi thôi. Một cái ngày, một cái 16 giờ. Hai cái này là chắc kiểu gì cũng hơn. Đó, hay cho tôi nói mà. Hơn 200 cc để chế tạo nhanh. Nghe mà não lòng luôn á. Thôi giảm 30 phút trước đi nè. Tính gì tính. Ok. Rồi, cũng giảm được có 3 cc chứ bao nhiêu. Thuyền chuối 100 cc. À, sao mà nhiều vậy? Còn 97 cc các bạn. Rồi ok, để ngày mai thôi. Chứ không có sử dụng cc đâu. Tốn sèn lắm. Hello Mini, tôi đã quay trở lại đây. Thì cũng tính là đợi cho nó xong luôn á. Nhưng mà thôi, chỉ hết nổi rồi. Còn 77 KC, thôi chơi luôn nha. Ok, dứt rồi các bạn. Cũng tiếc đứt ruột lắm á. Nhưng mà kiểu như là bây giờ nó tới quá rồi. Thôi mình quất luôn đi nè. 12 giờ nữa đợi biết chừng nào. Hai đêm đi câu muốn rớt nước mắt luôn. Tranh giành đấu đá không khác gì cái chốn hậu cung á các bạn à. Ngồi quăng cần xì ba muốn xỉu. Cuối cùng thì cũng có em đó rồi. Tuyệt vời. Và đây là một trong những động lực to lớn để giúp tôi thức hai đêm đó. Chứ thật ra là tôi cũng dạo này kiểu sao ta, thức không nổi rồi các bạn. Thức nhiều quá nó bị mệt á. Ai ok, nhưng mà tại xịn quá thôi cố gắng. Đây là một cần câu dạo ai nha. Tiếp theo là em thuyền chuối. Ê các bạn nào mà có ý định chế tạo hai món cùng một lúc á, thì các bạn nên chế tạo cần câu trước rồi tới thuyền chuối nha. Tại cái này nhiều khi nó cũng không cần lắm á. Thật ra là nó đẹp thiệt đó, nó ba chỗ ngồi. Nhưng mà nếu như mà kiểu sao ta không có bạn bè đi chung á, thì chế tạo cái này nó hơi ủ á các bạn. Hãy ra là mọi người nên làm cần câu trước đi, thì chuối để sau cũng được. Đó, ok, tôi xong hai món, quá là tuyệt vời luôn. Để tôi test thử đảm cần câu này mới được. Này quăng xuống đây. Ý, đông quá, đông quá, đông quá. Đó mấy bạn, đây là cái cảnh tượng mà đò, mỗi khi mà đi câu là phải spam vậy đó. Đây, rương lễ hội siêu cao cấp. Ồ, 70. Đúng rồi, nó tăng 40% đam lận rồi. Là tức nghĩa là nó đam mạnh hơn cái mức bình thường rồi đó. Với cái cần này mà mình nghĩ là bạn nào mà chịu khó mà đi nâng cấp á là chắc chắn sẽ rất là mạnh luôn. Chỉ cần 2 dòng 100% thôi là nói hả, chiến bóng 6 quay vật như cơm bữa. Đó, ok la. Cái này câu chơi vui vui thôi chứ tôi cũng không muốn ăn nữa, tôi để mọi người khác vô vậy. Ok. Rồi, và em này có phát sáng trong đêm nha mọi người. Khá là xịn luôn á. Và cũng là một cái động lực nào đó giúp cho các bạn chăm chỉ cày cuốc. Dù gì cũng là đồ free. Rồi ok, mình nghĩ là video của mình sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu hay thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Ok, nhả mía cho bạn nào mà chưa có hai món này nha. Yeah.